Phiến rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 26 tháng 8 năm 2016. Và trong phần đầu bản tin, xin mời quý vị cùng đến với những nội dung nổi bật ngay sau đây. Hà Nội triển khai thí điểm không gian đi bộ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm kể từ ngày 1 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất vay vốn ODA Nhật Bản để xây tuyến metro số 3A. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Hà Tĩnh công bố kết quả ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Kính thưa quý vị, sáng 26 tháng 8, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã công bố thông tin kết quả điều tra, đánh giá mức độ phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Đại diện nhóm nghiên cứu, giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận cho biết, chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại khu vực được quan trắc ở 4 tỉnh miền Trung nằm trong giới hạn quy định đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy hải sản và bảo tồn thủy sinh. Tuy nhiên, do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, một số thông số môi trường vẫn cao hơn quy định tại vài nơi. Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản đã có dấu hiệu phục hồi. Cũng theo nhóm nghiên cứu, với việc biển từng phục hồi như hiện nay, thì việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như nước ngoài để làm sạch môi trường biển là chưa cần thiết. Trước mắt các tỉnh miền Trung cần bảo tồn những vùng có nguồn lợi hải sản hoặc thả bào ngư ở khu vực có rạn san hô để chúng bảo vệ và làm sạch môi trường biển. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lãnh đạo Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Formosa Hà Tĩnh, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ, lắp đặt hoàn thiện công nghệ, tuyệt đối không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Trước việc Bộ Y tế cho phép tái nhập khẩu chất Salbutamol sau 9 tháng tạm dừng, mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công khai thông tin các đơn vị nhập khẩu chất này để phối hợp quản lý, tránh sử dụng sai mục đích. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu và quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng Salbutamol theo tinh thần quản lý kiểm soát đặc biệt. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với các bộ ngành có liên quan kiểm tra giám sát việc sử dụng trong sản xuất thuốc có chứa Salbutamol. Salbutamol là chất tạo nạc đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấm sử dụng trong lĩnh vực chăn nuôi. Trước đó, kể từ ngày 1 tháng 8, Cục Quản lý Dược đã tiếp tục cho nhập khẩu chất Salbutamol để sử dụng trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị nhập khẩu lượng tối thiểu nguyên liệu Salbutamol đáp ứng nhu cầu điều trị trước mắt. Tại luật dược năm 2016, Bộ Y tế đã tham mưu đưa Salbutamol làm nguyên liệu làm thuốc nhưng sẽ bị cấm trong các ngành khác. Theo đánh giá, hiện các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện cơ bản đáp ứng các quy định về sản xuất kinh doanh chất này. Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 3A Bến Thành Tân Kiên, vừa qua Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa dự án này vào danh mục các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay Nhật Bản giai đoạn 2016-2018. Tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên có chiều dài gần 20 km ngầm kết hợp cao, depo đặt tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đoạn Bến Thành bến xe miền Tây cũ có tổng chiều dài gần 10 km đi ngầm toàn bộ với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2, đoạn bến xe miền Tây cũ ga Tân Kiên thuộc bến xe miền Tây mới depo Tân Kiên có tổng chiều dài hơn 10 km, mức đầu tư dự kiến là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Metro tuyến số 3A là tuyến kéo dài về phía Tây của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Khi hoàn thành sẽ hình thành tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, nối bến xe Suối Tiên, ga Bến Thành đến bến xe miền Tây. Theo quy hoạch, thành phố sẽ có 8 tuyến metro, hiện chỉ có tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành Tham Lương đang được triển khai. Các tuyến còn lại đang kêu gọi vốn hoặc lập dự án thiết kế cơ sở. Kể từ ngày 1 tháng 9, thì toàn bộ khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ được tổ chức thành không gian đi bộ từ 19 giờ đến 24 giờ vào 3 ngày cuối tuần. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ bố trí các chốt trực, cấm phương tiện, phân luồng giao thông. Vòng 1 gồm 17 chốt với biển báo đường cấm, vòng 2 gồm 13 chốt kết hợp với bố trí biển chỉ dẫn. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tổ chức phân luồng từ xa gồm 23 chốt chống ùn tắc tại các nút giao thông, điều chỉnh lộ trình của một số tuyến xe buýt và các phương tiện giao thông khác. Thành phố sẽ bố trí các điểm trông giữ xe nhằm phục vụ du khách và nhân dân đến đi bộ với khoảng 78 điểm trông giữ xe. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ra quyết định, từ ngày 1 tháng 9, thì các nhà hàng, quán bar ở Hà Nội sẽ mở cửa đến 2 giờ sáng vào 3 ngày cuối tuần. Việc nới lỏng giờ giới nghiêm nhằm mục đích phát triển du lịch, thu hút du khách và người dân đến vui chơi giải trí về đêm. Và cũng để phát triển du lịch, đến tháng 9 năm nay, Hà Nội sẽ lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, Quốc Tử Giám, v.v. và dự kiến sẽ xây thêm 20.000 phòng khách sạn trong vòng 5 năm tới. Kính thưa quý vị, đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 8%, thưa quý vị.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 15 tháng 8 thì còn khoảng 8% hộ dân trên địa bàn thành phố chưa được cung cấp nước sạch. Và để đạt được mục tiêu 100% hộ dân được sử dụng nước sạch trong năm nay, kế hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra là sẽ lắp đặt khoảng 1.300 km mạng lưới ống, 128 đồng hồ tổng, nâng cấp và mở rộng 21 trạm cấp nước, lắp đặt thêm bồn chứa nước và các thiết bị lọc nước hộ gia đình. Các công trình cấp nước đang được tập trung ở các khu vực có tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch khá thấp như huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, v.v. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và xin mời quý vị đến với một số tin tức đáng chú ý tại khu vực châu Á. Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte đột ngột qua đời khi đang bị điều tra. Châu Á có thể tốn 20.000 tỷ của nền kinh tế vào năm 2030 do già hóa dân số.